Alo, chào anh em, chào mừng anh em lại quay trở lại với video tiếp theo của mình. Lại là mình đây. Thì nghe vẻ dạo này anh em vẫn đam mê về cái môn bắn cá lắm. Tôi cũng như vậy, tôi cũng thích khoái cái môn bắn cá này anh em ạ. Hôm nay nên làm tí bắn cá anh em nhỉ. Hồi đến nay chắc là chơi nhỏ nhỏ vui vui thôi. Tại vì hôm nay thì hiện tại đang không không phải là trong khung giờ mẹo anh em nhé. Thứ nhất là đang không phải là trong khung giờ mẹo mà tôi đã chia sẻ cho anh em. Cái thứ hai là tầm này đang kiểu mẹ mày đang hơi suy suy buồn buồn, nay chủ chính nó lên bắn vui vui tí thôi anh em ạ, chứ không phải là để kiếm kiếm lúa đâu. Hôm nay không phải kiếm lúa nhé, hôm nay có thắng hay thua thì cũng ô văn kê luôn nhá, hôm nay có thắng hay thua thì cũng ô văn kê luôn đó. Vốn hôm nay thì căng thật anh em ạ, căng thì đúng là căng thật chứ không phải là ít, 50 m là căng rồi. Nhưng mà có cái là mình hôm nay mình hơi buồn tí. Thực ra là hôm nay là ngày thứ ba, hôm nay là ngày thứ ba, nhưng mà mẹ sếp sếp các thứ đi làm việc chán quá. Chả nhẽ bây giờ nhân viên đi phốt sếp đúng không, không nhẽ bây giờ quay ra nhân viên đi phốt sếp thì nó lại không hay đó. Nhưng kiểu như ông ấy bảo là đi làm đều 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 này kia các kiểu. Ừ, mình vẫn đi làm đều, như mẹ mày hôm thì nghỉ hôm thì đi làm, mẹ xong rồi tiền thì chả kiếm được bao nhiêu, mẹ quanh quanh quẩn quẩn được vài đồng khó khăn. Mẹ kinh tế giờ đang khó khăn rồi, ông cũng không cho đi làm, ông cứ báo nghỉ. Mẹ việc thì vội, nhưng mà ông kiểu ông ấy cho mấy cái thằng tập làm đi làm này, cho mấy cái thằng mới để đi để làm này. Mình thì thợ cứng rồi, ông ấy bảo là định định từ lúc đầu là định cho mình kèm mấy thằng thằng đệ, nhưng mà xong bảo là thôi để cho ông ấy kèm mấy thằng đệ thì cho mình đỡ phải kiểu mình đỡ phải đi làm cho ông ấy, ông đỡ tốn tiền đấy. Quá chán, ông tự tự một mình ông kèm mấy thằng, mình bảo mình kèm đỡ cho, định lương thì em lấy ít hơn tí, bây giờ người nhân lực thì không có. Nhưng mà ông không chịu, ông cứ nhất quyết là mẹ mày thôi để mình tao kèm được rồi, mày cứ ở nhà nghỉ ngơi. Thế mình lại đéo được đồng lương, là khá là cay cú thì. Ừ, thằng cha kia bắn cay hết mẹ con cái kia rồi. Khá là cay cú với cái trường hợp như này. À, hôm nay lại ở nhà lại rảnh lại lên bắn cá anh em ạ. Chả biết làm gì. Lên hôm nay bắn vui vui thôi. Quá chán rồi. Ôi giời, ngon, bắt được một mẻ bắt hết. Nãy giờ vào nổ khá là nhiều nhỉ. Nãy giờ nổ nhiều phết đấy. Nhưng mà, ôi trời ơi, không phải của mình rồi. Ơ, của mình à? Tưởng là không phải của mình. Nãy giờ vào con rồng là chết con đấy. Hai con, à ba con chết hai con là của mình rồi. Quá là ấm. Chung là vào bắn vui vui tí nhưng mà vẫn thấy khá là ok. Vẫn khá là ok na luôn anh em ạ. Ừ. Thực ra là cái bắn cá này nó có mẹo hết mà, nhưng mà quan điểm là anh em chơi có áp dụng đúng hay không thôi. Hay là thực ra là về cái mẹo ấy, cái mẹo thì nói thật với anh em là vẫn có cái tỷ lệ rủi ro nhá, vẫn có cái tỷ lệ rủi ro. Ví dụ như cái mẹo tôi chia sẻ cho anh em chỉ đảm bảo với anh em là tầm 60-70% là ok, anh em bắt được cá thôi, chứ còn bảo là tầm 100% thì nói thật là không có, 100% thì không có. 60-70% thì cái tầm 30-40% còn lại thì anh em vẫn gọi là đen đúng không? Đấy, vẫn có tỷ lệ 30-40% còn lại là đen. Nhưng mà thôi, chấp nhận thôi. Nếu như mình đen thì mình nằm trong cái phần 30-40% còn lại. Còn mình đỏ thì mình được IA cầu húp. Đó. Đấy, lúc đầu ăn khá là nhiều, mẹ em lên lên nhiều vãi lúa luôn, bây giờ lại không được ăn. Ôi, mẹ vừa nói câu cái được ăn con rồng luôn ạ. Nãy giờ bắn mấy con cá vàng các kiểu nhưng mà dài quá anh em ơi, toàn ông kia ông ăn, ông kia ông bắn kiểu gì ông vẫn lên 5 m kìa. Mình thì mình cứ tụt đều đều, chả hiểu kiểu gì bắn như mất cược, vẫn quanh quẩn đấy thôi. Kiểu hắn cho mình tỉa mãi đi, xong rồi cuối cùng hắn vào hắn bắn chết luôn hay sao, khôn thế mẹ, thế mà giờ cho chết sống, sống thế mà giờ cho chết. Tự dưng nó nổi con đuối được 350, gỡ tí. Cái chép vàng cũng dài đấy, cũng dài vãi lúa.
5 lốp này. Camimu dạo này dài thật anh em ạ. Bot này qua màn không? Qua màn rồi. Bot này qua màn rồi. Mà hôm nay thứ ba nhưng mà đêm qua mất ngủ. Nay thứ ba đáng nhẽ là phải đi làm đúng không? Nhưng mà thế là sếp báo không phải đi làm, sếp báo không phải đi làm nữa. Đêm qua mấy anh em ngồi chơi với nhau, mẹ ngồi chơi game các kiểu, bắn cá các thứ. Đêm qua anh em, bên qua anh em tôi lôi nhau vào bắn cá đông lắm anh em ạ. Mẹ bàn nó không có mà bắn đấy. Hôm qua chia nhau vào bắn cá đông vãi đấy. Hôm qua anh em nào mà bắn cá bọn tôi sẽ biết. Đêm qua anh em nào bắn cá thì sẽ gặp anh em mấy anh em tôi ở bên phòng từ 10k đến 100k. Mấy hôm qua mấy anh em bắn cá đông thực sự luôn. Ôi xa. Màn cá tép thì chán lắm anh em ạ. Tôi không thích màn này cho lắm. Buồn ngủ vãi đái thề. Kiểu đêm qua thức xong rồi sáng ngày vợ gọi dậy. Vợ gọi dậy rất sớm, bảo hôm nay anh được nghỉ làm nhưng mà vẫn mắt dậy, không cho ngủ. Dậy còn dọn dẹp nhà cửa các thứ đỡ vợ rồi con cái nữa. Thì thôi bây giờ lấy vợ về thì phải chấp nhận đúng không? Đã lấy vợ về thì phải chấp nhận thôi, biết làm sao giờ. Thế mới khổ cơ. Sung sướng gì đâu. Nói chung là anh em có vợ thì cũng sẽ hiểu thôi. Anh em nào có vợ thì sẽ hiểu thôi. Có những anh em gọi là đang thắc mắc là tại sao tôi có vợ rồi nhưng mà tôi vẫn chơi bời cá mú này như thế này được. Nó như kiểu là cờ bạc ấy. Anh em vẫn bảo tôi là tại sao anh vẫn chơi cá mú như kiểu cờ bạc như này được. Thì thực ra nói thật với anh em là chả có cái gì khó khăn cả. Chả có gì là không cả. Vấn đề là mình đam mê, cái thứ nhất là mình đam mê, cái thứ hai nữa là tôi làm cái này mà tôi kiếm được ra cho vợ cho con chứ không phải là không. Đấy. Hôm nào lên bắn vui 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 thì mất một vài đồng gì đấy thì ok, vẫn cứ là ok thôi. Tại vì vợ tôi nó biết mà. Kiếm được ra nhiều cho vợ cho con rồi thì mất một vài đồng chả là gì cả. Đấy. Nên là cứ thoải mái thong thả thôi. Nãy giờ bắn thấy không nổ nhiều mấy nhỉ, lúc nãy bắn thì nổ khá là nhiều. Nãy thì có lãi ra nhưng bây giờ thì mùi hơi đen đen. Nãy có lãi nhưng mà bây giờ hơi đen đen anh em ạ. Đổ cho con bot cái. Thằng kia săn bot tốt hết nhỉ. Ừ. Mình vừa ấn vào con bot cái thì nó chết, nó nhảy sang mình con bên kia. Đấy, mình vừa ấn vào con bot cái mất luôn đấy. Thôi chả sao, mình ăn mãi rồng rồi mình phải cho người ta ăn bot chứ đúng không? Đấy, ông kia ông ăn nốt của mẹ rồng rồi. Đến thời của ông đấy rồi anh em ạ. Màn trước thì mình ăn hết, màn này thì ông ấy ăn 8 lốp này. Cố gắng gỡ gạc lại tí xem là có được không đây. Thường thường anh em xem tôi bắn to mãi quen đúng không? Bắn bàn 10k đến 100k, bắn toàn vào 50k mới 100k. Vào mức cược toàn phang to, bắn nổ to sướng mắt. Nhưng mà hôm nay thì không nhá. Hôm nay thì bắn bé thôi, nhẹ nhàng thôi. Nay vui vui thôi, thua mất 1-2 mở không quan trọng, một vài mở không quan trọng. Nay vui vui thôi anh em ạ. Này đang không được đi làm nên giải trí tí đỡ căng, đỡ chán nhưng mà úi giời ơi, nổ luôn của mình này. Cố nó con rồng này thôi nhá, cố nó con rồng này thôi. Từ tôi bắn con vòng rồi đã, ok nổ con vòng. Cố nó con rồng này nổ được thì nghỉ luôn nhá. Úi giời ơi, nó được mấy con 20k. Thế thì chịu rồi. Thế thì chịu rồi. Thôi chưa, có lãi rồi, có lãi rồi. Ấm rồi, ấm rồi. Thôi, chắc là tôi xin phép tôi dừng video tại đây thôi anh em ơi.
Ừ, còn lại giờ thì mình nghỉ thôi nhỉ. Đấy, nó lên bán vui vui tí, lại là một mờ nó ấm êm rồi, một mờ tí nữa là mua bỉm mua sữa cho con nhá. Rồi bây giờ thì chào anh em, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo. Anh em nào mà không biết về cái mẹo bắn cá hay là anh em là chưa biết thì cứ comment phía bên dưới nhá. Anh em nào thắc mắc gì cái mẹo thì cứ comment phía bên dưới rồi tôi sẽ lên cho anh em nhá. Chào anh em.